AFKMOBI. Vào ngay đi chờ gì? AFKMOBI. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghĩ. AFKMOBI. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFKMOBI. Và hôm nay thì Sói Bạc đang trải nghiệm một tựa game thẻ tướng về đề tài One Piece có tên gọi là Vua Hải Tặc CMN. Đây là một con game One Piece do nhà phát hành CMN phát hành tại Việt Nam. Game vừa chính thức ra mắt vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 20 tháng 1. Các bạn thể thấy đây là cái giao diện chính của game này. Chúng ta sẽ có một con game thẻ tướng có lối chơi khá là quen thuộc với bạn nào mà hay chơi game thẻ tướng rồi. Đó, các tính năng nâng cấp nhân vật, anh em thấy không? Chúng ta sẽ đi nâng cấp nhân vật này. Đấy nhá. Con game này các bạn thể thấy là nó sẽ có một cái đồ họa theo kiểu lối chơi theo kiểu màn hình dọc, đồ họa 2D thôi. Và cái cơ chế chiến đấu của con game này khá là đơn giản anh em ạ, khá là đơn giản. Đây, mọi thứ hoàn toàn tự động luôn. Nhân vật sẽ tự động chiến đấu, anh em sẽ không cần phải thao tác cái gì cả. Các bạn sẽ được gặp lại rất nhiều những cái nhân vật quen thuộc ở trong One Piece như kiểu Luffy, Koby, Zoro, Nami, Sanji. Rất tần tật các cái nhân vật ở trong One Piece sẽ có mặt ở trong con game Vua Hải Tặc CMN này. Đây, các bạn thấy là cái phần hiệu ứng chiến đấu của nhân vật ấy, nó vẫn đi theo cái nguồn gốc của nhân vật nhá. Bạn nào mà đọc truyện One Piece rồi thì cũng biết rồi, đọc truyện hoặc là xem anime á. Fan của One Piece tại Việt Nam thì khá là đông rồi. Đấy. Con game này thì ngay từ bây giờ các bạn có thể tải game ở trên Android cũng như là iOS để trải nghiệm. Game nó khá là nhẹ nhàng thôi, các bạn thấy là màn hình dọc là còn kiểu 2D này thì nó sẽ không kén cấu hình nha, các bạn chơi rất là thoải mái luôn. Rồi chúng ta sẽ có tính năng cường hóa trang bị này. Đó, đi dần dần các tính năng nó sẽ gợi mở dần dần nha anh em nhá. Đây, chúng ta sẽ đi cường hóa trang bị. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn để dành cho những bạn nào mà lần đầu tiên mà chơi cái thể loại này có thể làm quen được. Đó, mình đang chơi này. Ở đây là phần hướng dẫn mạnh hơn nhá. Đây, các cái tính năng nó sẽ mở dần dần anh em ạ. Level 7 mở lựa trang bị này, level 10 mở cây tiền này, 12 mở tranh đoạt mảnh này, 14 mở đấu trường, 16 cải tiến, 20 mở bang hội, 20 tiếp là mở phó bản. Đó, 22 thám hiểm đảo, 25 là chiếm đảo. Đấy, lên 30 thì mở cuộc chiến săn rồng và cấp 50 là mở tướng siêu cấp. Đấy, các tính năng thì mình thấy là cũng không quá nhiều nha. Đây, đây là giao diện chính của con Vua Hải Tặc CMN này nhá. Nó cũng tính năng khá đơn giản thôi. Và quan trọng nhất là cái phần này này, gọi là phần chiêu mộ. Chúng ta sẽ có 3 loại chiêu mộ, đó là chiêu mộ thường, chiêu mộ cao cấp và chiêu mộ siêu cấp. Cái này thì chiêu mộ siêu cấp này các bạn phải đặt level 50 hoặc là VIP 6 thì nó mới mở nhá. Đấy, còn đây là cái phần chiêu mộ cao cấp này. Mình muốn xem cái phần đây. Tướng trong game này nó sẽ chia làm 4 loại là nghĩa này, trí này, dũng và nhân. Và tướng cao cấp nhất là tướng màu vàng nhá. Đây, tướng cam. Rồi đến tướng tím, tướng xanh dương. Đấy. Ở đây thì không, nó không có tỷ lệ anh em ạ. Đấy, mình chiêu mộ thêm một tướng mới này, tướng. Nhưng tại sao nó không có phần tỷ lệ nhỉ? Mình muốn xem cái phần tỷ lệ á. Nó không hiển tỷ lệ luôn nên mình không biết tỷ lệ nó như thế nào. Đấy, anh em lưu ý nhá. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi thám hiểm này. Đó, đánh theo chương. Sau này các bạn sẽ có các pháo bản như pháo bản giờ vàng này, pháo bản tinh anh này, pháo bản thức tỉnh và pháo bản thám hiểm. Đấy, rất là nhiều pháo bản khác nhau. Ở ban đầu thì anh em sẽ đi đánh cái pháo bản cốt truyện nhá. Đây, chúng ta sẽ đi đánh pháo bản cốt truyện này. Các bạn đánh cố gắng được 3 sao và nhận thưởng. Làm sao để được cái sao để anh em đừng có chết tướng là được. Đơn giản là vậy thôi. Đây mình sẽ đây mình chưa cho thêm nhân vật được vào được. Đấy, tướng thì chúng ta sẽ có tính năng nâng cấp này. Nó để cũng khá là gọn. Đột phá này, bồi dưỡng, thức tỉnh, haki, thu hồi và xem. Đây. Số lượng tướng ở đây thì mình thấy là game này nó sẽ có khoảng 100 nhân vật để các bạn chơi nhá. Rồi chúng ta sẽ vào đánh này. Chiến đấu nhá. Đấy, về cơ bản thì cái con Vua Hải Tặc CMN này nó như vậy thôi anh em ạ. Nó cũng không có gì quá là. Đây, chúng ta sẽ có tính năng tăng tốc này. Để mà bỏ qua thì anh em sẽ VIP 8 hoặc là mua thẻ tháng thì chúng ta sẽ có tính năng bỏ qua chiến đấu. Bỏ qua chiến đấu này sẽ giúp anh em tiết kiệm thời gian chơi hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để trải nghiệm. Vì thường thì những game thẻ tướng này anh em sẽ tập trung nhiều vào phần quay tướng cũng như là nâng cấp tướng là chính thôi. Chứ còn đánh thì xem đi xem lại thì nhiều anh em sẽ chán. Ôi sao chỉ được 1 sao này. À, chúng ta phải đánh lên đây nữa. Đánh lên thường này. Đó, càng lên cao thì cái độ khó của game nó sẽ càng gia tăng nha anh em nhá. Và lúc đấy thì anh em sẽ phải nâng cấp rất là nhiều. Đây, tăng tốc x2 là cao nhất rồi. À, đây có thể tăng tốc x3 được nhưng phải level 20 cơ. Mình nghĩ tốt nhất là các bạn nên mua gói thẻ tháng ấy để bỏ qua nhanh, giúp anh em chơi nó nhanh, cày cuốc nó nhanh hơn rất là nhiều, đỡ mất thời gian hơn. Còn không anh em sẽ phải quan sát nhân vật chiến đấu nha. Mình sẽ không nói nhiều về đồ họa của con vua hải tặc CMN này nhá, bởi vì thật sự là anh em là nó cũng không có gì quá nổi bật cả, được cái là game nó không kén cấu hình thôi. Rồi chúng ta sẽ có tính năng đây, tinh luyện trang bị này. Cái phần trang bị này mình thấy là cũng rất là nhiều cái tính năng nâng cấp luôn, rất là quan trọng. Đấy, các bạn hãy tăng cấp nhanh này. Không có EXP tướng để nâng cấp rồi. Đấy, sau chúng ta sẽ có quà online nhá. Các cái gói quà này, như kiểu là hoạt động server mới nhận quà này. Đấy, các bạn hãy nạp để nhận thưởng nữa. Rồi chúng ta sẽ có phần nhiệm vụ. Các bạn hoàn thành nhiệm vụ này. Đây, nhiệm vụ này thì level 30 mới mở cơ. Uầy, tức là ban đầu anh em sẽ chỉ đi đánh thôi. Anh em có thể, nếu mà chơi con game này, các bạn hãy nạp đầu để các bạn hãy được chọn một trong 4 tướng cam nhá, là Zoro này, Sanji, Sentomaru và Lucy. Đó. Rồi có cả tích lũy đăng nhập nhận quà này, nhận thể lực theo các khung giờ từ buổi trưa 12 giờ, 14 giờ, 18 giờ, 20 giờ và 21 giờ đến 21 giờ 30. À đến 23 giờ. Đây, nhập code thì anh em sẽ nhập ở đây nhá. Code thì các bạn có thể lên fanpage của game là Vua Hải Tặc CMN để nhận thêm code gì đó, mình cũng chưa hình dung ra, mình cũng chưa tìm hiểu nhiều ấy. Ở đây sau này các bạn sẽ có rất nhiều hoạt động để các bạn trải nghiệm này, như kiểu là đấu trường Corrida này để nhận danh vọng này, tranh đoản mạch để lấy bảo vật này, Davi Backfire này để nhận vé DBF này, mình không biết là cái gì, thám hiểm đảo để nhận các cái trang bị hiếm, cuộc chiến rồng để săn boss để nhận được vàng này, danh vọng và thuốc bồi dưỡng, thám hiểm biển quỷ, trang bị cực phẩm. Đó. Còn đây là hoạt động PVP liên server có tên gọi là Ai Là Vua Hải Tặc. Tiếp đó là cái hoạt động PK nhận chiến tích, phá vây hải quân. Như vậy 2, 4, 6, 8 8 hoạt động. Nói chung là không quá nhiều, nhưng mà cũng đủ. Mình nghĩ là cũng đáp ứng được phần nào cái nhu cầu tham gia các hoạt động trong game. Kể ra mình nghĩ là một con game nên có khoảng 14 đến 15 hoạt động thì ok hơn. Tầm 15 hoạt động thì ok hơn. 8 hoạt động thì mình nghĩ là hơi ít, nhưng mà không sao. Đấy, sau này nó còn update các kiểu nữa nhỉ. Đấy, con game này như vậy thôi. Thật ra mình cũng chả có gì nhiều để nói về cái con game Vua Hải Tặc CMN này anh em ạ. Bây giờ phải cày cấp thôi, mà cày thì rất là lâu, chưa có phần nhiệm vụ để lên cấp nhanh nhá. Đấy, chỉ có đi đánh ải này thôi và các bạn sẽ treo máy nhá. Tất cả mọi thứ trong con game này hoàn toàn động. Đáng tiếc là con game này nó không có cái tính năng gọi là treo máy nhận thưởng nhanh, tức là ấn một phát thì các bạn hãy nhận thưởng nhanh để lên cấp nhanh ấy. Cái này là phải đánh từ từ rồi. Thế nên là cảm giác là đầu game nhịp độ nó hơi chậm và kiểu lối chơi nó không có gì quá đột phá ấy, anh em. Có thể một số anh em sẽ không thích cái kiểu chơi như thế này. Đấy, còn tất nhiên là bạn nào mà fan của One Piece thì cũng có thể tải game này về chơi thử. Có thể anh em sẽ rất là thích con game này. Đấy, bây giờ cấp 8 này, cấp 8 thì cũng chưa mở tính năng gì cả anh em ạ. Rồi chúng ta lại tiếp tục đi nâng cấp nhân vật thôi. Đây, tướng này thì các bạn có thể ấn đâu là nâng cấp nhanh nhỉ. Sau này có thể tùy chỉnh tốc độ nhé, tối đa 6 tướng ra trận nhá, bao gồm là một nhân vật chính của mình. Chưa có trang bị này. Đó, chúng ta có thể bồi dưỡng, thức tỉnh, haki. Ở đây mình chưa có gì cả. Đấy, nâng level của Luffy mình lên để đánh nhau khỏe. Quan trọng nhất vẫn là nâng cấp nhân vật anh em nhé. Đây, có hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng này. Các tính năng thì mình thấy là tạm tạm, không có gì quá nổi bật anh em ạ. Đấy, trang bị vũ khí này và mình có thể cường hóa trang bị nhá. Mắc cường hóa luôn này. VIP 4. Đấy, cái game này nó VIP nó rất là quan trọng luôn anh em. Rất là nhiều tính năng cần VIP thì nó mới nhanh được. Tức là các bạn nếu mà chơi bình thường thì cũng được, nhưng mà sẽ hơi mất thời gian một tí, không là anh em sẽ phải nạp VIP. Đấy. Con game này cũng phải nạp khá khá đấy, không phải đùa đâu. Tất nhiên là nếu bạn yêu thích thì chơi lâu dài thì các bạn hoàn toàn có thể nạp để ủng hộ nhà phát hành rồi. Đấy, cái đấy là sự quyết định của anh em thôi. Thì có lẽ là mình cũng không có gì nhiều để giới thiệu với anh em về cái con game Vua Hải Tặc CMN này. Thì con game này vừa chính thức ra mắt. Bạn nào là fan One Piece này, thích chơi dạng game thẻ tướng thì các bạn có thể tải game này nhá. Con game này nó rất là nhẹ luôn, anh em có thể chơi rất là dễ dàng trên điện thoại hoặc là giả lập. Đấy thì trên đây là một cái video giới thiệu nhanh của Sói Bạc về tựa game Vua Hải Tặc CMN. Thì đây anh em, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử nhá. Hoặc là các bạn có thể tự lên Google Play App Store ấy, search đánh chữ Hải Tặc H5 là nó sẽ ra. Cảm ơn em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AFKMOBI. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở AFKMOBI, không mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.